Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Hẳn là tất cả chúng ta, ai ai cũng có một tuổi thơ dữ dội cùng với bộ máy chơi game huyền thoại của hãng game Nintendo, hay còn gọi là NES, hoặc điện tử 4 nút. Số lượng game trên bộ máy điện tử NES thực sự rất khủng, có thể lên tới hàng nghìn game. Tuy nhiên, số trò có thể khiến anh em 8X, 9X cày từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, thậm chí cày từ khi còn trẻ trâu đến khi già trâu vẫn còn cày thì thực sự không nhiều. Hôm nay, cái cùng top 5 là kỳ đến với top 10 tựa game huyền thoại trên hệ máy điện tử 4 nút NES. The Legend of Cage được phát hành năm 1985. Ở Việt Nam, trò này được gọi là Ninja Cứu Mẹ. Tên gọi này xuất phát từ cảnh mở đầu trò chơi với người mẹ bị ninja kẻ thù bắt cóc và nhân vật chính của trò chơi phải đi giải cứu. Thực ra thì người mẹ ở đây chính là một cô gái trẻ và tên trò chơi phải là Ninja Cứu Bồ mới chính xác. Không hiểu anh em 8X, 9X hồi đó nhìn kiểu gì mà từ bồ sang mẹ được. Hẳn là do chữ hiếu nặng hơn chữ tình. Một chín bốn hai do hãng Capcom phát hành năm 1986 và là trò chơi dạng bay và bắn hạ, lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Thái Bình Dương trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Đây là trò chơi hiếm hoi thuộc thể loại bắn máy bay, chính vì vậy nó rất được ưa thích bởi anh em phi công trẻ, những người vốn được sinh ra để lái máy bay bà già. Bomberman được hãng Hudson Soft phát triển từ đầu thập niên 1980 và ra mắt phiên bản dành cho điện tử 4 nút vào năm 1987. Trong trò chơi này, người chơi sẽ được khiển nhân vật Bomberman đặt bom để tiêu diệt hết quái vật trong một mê cung. Bomberman ngày nay vẫn còn được ưa thích với rất nhiều phiên bản khác nhau dành cho máy tính hoặc điện thoại. Adventure Island. Có cách chơi na ná từ game huyền thoại Mario, Adventure Island là một trò chơi phiêu lưu rất được ưa thích. Như những anh chàng ưa phiêu lưu khác, nhân vật chính của trò chơi này cũng rất dạy gái. Anh vượt bao núi cao vực sâu và đò thác gành, băng rừng vượt biển, thậm chí vào tận hang hùm miệng hổ. Rốt cuộc cũng chỉ để giải cứu nàng công chúa xinh đẹp. Pac-Man. Trò chơi Pac-Man được hãng Nintendo giới thiệu năm 1980 đã gây ra một cơn sốt toàn cầu và trở thành biểu tượng văn hóa ảnh hưởng tới tận ngày nay. Phiên bản cho điện tử 4 nút của trò chơi này được hãng Dragon lập trình và phát hành năm 1988. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi Pac-Man sau này lại trở thành một đứa con hư. Suýt chút nữa thì nó thịt cả cha đẻ của mình. He's my son. Hello, my sweet little boy. Look how big you've grown. You're a good boy. Tựa game Duck Hunt bắn vịt là một trong những huyền thoại kinh điển trên hệ máy NES bởi khẩu súng ánh sáng Ned Zapper. Khẩu Ned Zapper là niềm mơ ước của những đứa trẻ nghiền điện tử 4 nút Việt Nam thời đó, bởi không dễ gì tìm mua được thiết bị này. Cách sử dụng Ned Zapper khá đơn giản, đó là cứ nhắm thẳng vào màn hình và bắn. Trong game, người chơi thể hiện tài thiện xạ của mình qua việc bắn những chú vịt bay loạn xạ khắp màn hình. Duck Hunt đã tạo nên một trong những nhân vật bị ghét nhất trong lịch sử ngành công nghiệp game, đó là chú chó săn vịt. Mỗi khi bắn chặt mục tiêu, bạn phải chịu khó ngồi nghe giọng cười khả ố chú tức của chú chó này mà vẫn bó tay không làm gì được. Dám cá đa phần những ai đã chơi qua trò này
nếu mất thịt con chó vàng bệnh hoạn mất sạy kìa. Nhưng dù cho con nã hàng trăm phát đạn, bạn vẫn không thể tiễn cho chó liếu láo này lên đĩa. Một cảm giác thật thốn. Tetris. Tetris hay còn gọi là xếp hình là trò chơi được kỹ sư Alexey Pajitnov ở Liên Xô lập trình vào năm 1984. Đến năm 1989 được hãng Nintendo của Nhật Bản phát hành phiên bản dành cho điện tử 4 nút. Nhạc nền của trò chơi là những bản dân ca Nga rất ấn tượng. Không chỉ nổi tiếng trên điện tử 4 nút, Tetris còn làm điên đảo thế hệ học sinh Việt Nam đầu những năm 1990 với sự xuất hiện của chiếc máy điện tử cầm tay Brick Games. Ngày ấy ai cầm trong tay chiếc máy chơi game thì kẻ đó làm đại ca. Mà đã là đại ca thì đa phần anh em nào cũng đều rất hống hách. Điều này cũng dẫn đến một hệ lụy, đó là khi đại ca bị tịch thu máy chơi game thì cũng là ngày anh em xử thằng đại ca vì tội thành chó, cho thỏa nỗi ấm ức lúc phải nhịn nhục để được xếp hình. Ở đến đây, chúng tôi lại thấy lo ngại cho thế hệ trẻ bây giờ. Thời chúng tôi, từ xếp hình nó còn trong sáng, ngây ngô là thế. Vậy mà giờ đây, vừa nhắc đến từ xếp hình là các bạn lại nghĩ ngay đến. Ây da, thiên tài. Battle City. Battle City ở Việt Nam gọi là trò xe tăng hay bắn tăng, là tựa game được phát hành năm 1990. Đây là một trò chơi xứng đáng được xếp vào hàng huyền thoại vì mức độ phổ biến. Trong game, người chơi sẽ được khiển chiếc xe tăng của mình, bảo vệ thành trì và tiêu diệt hết xe tăng của đối phương để qua màn. Có rất nhiều loại xe tăng cũng như vật phẩm xuyên suốt trò chơi. Vượt qua được tất cả 35 màn chơi của Battle City là cả một kỳ công. Và nếu không muốn phải cày cuốc thâu đêm để hoàn thành trò chơi, tốt hơn hết bạn nên tìm một chiến hữu ăn ý và chọn chế độ hai người chơi. Super Mario Bros. Khi nhắc đến NES, một trong những tựa game mà game thủ nhớ đến đầu tiên chính là Super Mario Bros. Thật vậy, dù ra đời cách đây đã 29 năm nhưng Super Mario Bros. Vẫn được xem là hình mẫu cho thể loại game platform nhờ lối chơi đầy thử thách. Qua phiêu lưu của hai anh em thợ sửa ống nước Mario và Luigi trong hành trình giải cứu công chúa Peach của Vương quốc Nấm khỏi chùm Roar Bowser đã lôi cuốn biết bao game thủ đến tận ngày hôm nay. Những lỗi kinh điển, những phiên bản mod, chỉnh sửa hay những màn đua tốc độ speedrun của Super Mario Bros. Vẫn tiếp tục được game thủ tìm tòi khám phá ngày này qua ngày khác, đã nói lên độ hấp dẫn của tượng đài hay nấm huyền thoại. Cho dù được Nintendo coi như con cưng, bằng chứng là đã có rất nhiều phiên bản hiện đại và mượt mà hơn được ra mắt. Tuy nhiên, phiên bản trên hệ máy chơi game 4 nút quả thực không thể thay thế được. Contra. Khó có thể diễn tả cảm xúc của game thủ khi nhắc đến Contra, một trong những sản phẩm hành động kinh điển mà bất cứ ai gắn bó với hệ máy NES cũng từng chơi qua. Nếu có người đã từng chơi qua bộ máy game kinh điển của NES mà chưa từng chơi qua Contra thì rõ ràng là điêu, hư cấu. Nhập vai hai anh chàng lính biệt kích Bill Riser chó điên và Lance Bean bọ cạp, lấy cảm hứng từ hai siêu sao phim hành động nổi tiếng nhất thập niên 90 là Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger. Contra được game thủ đến với những màn chơi thử thách cũng như con trùm đầy ấn tượng. Ấy vậy mà đã có thời tôi cơ nghĩ hai ông này, một ông là cha, một ông là con, thế nên game mới có tên Contra. Độ khó của Contra luôn làm nản lòng bất kỳ game thủ nào, do game chỉ cung cấp 3 mạng, nhưng cũng đánh dấu sự phổ biến của đại mật mã chứa danh mang tên mật mã Konami, cung cấp 30 mạng giúp người chơi dễ dàng hoàn thành game hơn.
Không biết có phải là đoạn thánh kinh lên lên xuống xuống mà ông anh đã từng phá đảo game của tôi hay đọc hay không. Nhắc lại mới nhớ, chính con trai là tựa game khiến cụm từ phá đảo trở nên thông dụng như ngày nay, bắt nguồn từ đoạn kết của trò chơi là cảnh hòn đảo của kẻ thù bị hủy diệt và nổ tung. Ngành công nghiệp game hiện tại ngày càng phát triển với vô vàn các tựa game sở hữu nền đồ họa chân thật, lối chơi hấp dẫn. Tuy nhiên, hệ máy NES với bộ sưu tập đồ sộ những tựa game kinh điển vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng người hâm mộ như thuở nào. Trên đây là danh sách top 10 tựa game huyền thoại trên hệ máy điện tử NES. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn thích tựa game nào nhất? Nếu thích video này nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại channel top 5 là kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/topnamlaki. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 5 con búp bê bị ma ám, nổi tiếng và đáng sợ nhất thế giới. Búp bê Mandy. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991 khi một người phụ nữ tên Miranda tặng con búp bê này cho bảo tàng Quesnel ở British Columbia, Canada. Bà kể rằng vào một đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc lạ dưới tầng hầm. Khi xuống kiểm tra, bà phát hiện cửa sổ mở toang, một con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chằm chằm. Quá sợ hãi.